Rồi hello anh em ha, tiếp tục chốt con clip Thái các bạn. Về hai con là đi hai con các bạn ơi. Đó, khách mua vừa đem ra là mua một con kia rồi, xong đem ra tiếp theo là mua luôn rồi các bạn ơi. Đó, đem ra là khách lụm liền. Con clip này Đức Thái mâm vàng nha. Đây, con này là màu đen đen đỏ nha, logo rồi. Logo 125 nè. Đầu xe nè. Nó mình gắn tặng khách cái kiến kiểu à. Quy Roma nha. Cho anh cái thực cái hãm đâu anh cái thực. Cái hãm đâu anh? Đó, anh đã quên cái hãm, anh lấy cái hãm nha các bạn. Tặng cái hãm với cái kiến nha, rồi nhớ luôn nha. Xe khách thì đang làm thủ tục bên đó nha. Rồi mẫu cũ thì bên mình hiện tại clip đã hết rồi các bạn ơi. Chuẩn bị mình sẽ nhập về số lượng cũng nhiều hơn các bạn ơi. Cố gắng kiếm xe các bạn. Còn mẫu cũ Vario thì mình còn 3 con nha. Đây trước mặt các bạn nè. Con này 150 các bạn. Con màu xanh nè. Nó xanh nhá mà này là 150 nha. Còn hai con kế bên là 125. Đây khách nè các bạn, khách nào ông bôn chạy xuống nè các bạn. Đó, khách ông bôn chạy xuống nha. Rồi do khách ở xa thôi, mình sẽ tặng cho khách một cây nhớt. Đây nghe bạn về nữa mình thay ha. Nhớt trong xe đó là nhớt mới rồi, chạy có 1000 km nữa mình thay luôn cũng được nữa. Mình thì nói chung xe nào về cũng thay nhớt mới, nhớt lắp nè. Nhớt lắp, nhớt máy đều thay mới hết nha. Nó các bạn nhìn thấy xe đẹp không? Khách ông ngon nha các bạn. Nó có tặng cái nhớt này bỏ cốp xe nè. Này, ăn nhớt nha. Chứ đừng nhây quá các bạn ơi. Cái thật là. Rồi, bên mình sẽ hỗ trợ khách chạy xe về nhà nha các bạn. Rồi, thì hai cô với chú này xuống mua xe thì bên mình sẽ nói chung là ha, cô không biết chạy nên bên mình đó sẽ nhờ nhân viên giao xe về tận nhà các bạn, chạy về ôn môn nha, tầm khoảng 30 cây hơn nha, từ cái răng về quận ôn môn, cầu sắt ôn môn là hơn 30 cây nha các bạn. Còn mình sẽ hỗ trợ tận tình cho khách hàng luôn nha. Đó. Chung thì gần mình sẽ cố gắng hỗ trợ nha. Rồi tới khúc quan trọng là giao tiền nha các bạn. Đây. Hình tật việc tật nha anh em. Nó lấy ai các bạn? Thấy nhỏ là mới đưa hai ngón tay anh không? Nói chung thì các bạn chơi dòng tích này giá trị nó vẫn giữ hoài nha. Nó hàng bảo mẫu này bởi vì cái giá nó vẫn giữ là cao hoài nha các bạn. Rồi kiếm tiền ha. Đó vừa chốt xong nha anh em. Anh em nào cần mua clip Thái rồi hoặc là vay mẫu cũ thì cứ liên hệ với mình nha. Hiện tại thì clip mình mới bán con này nữa là hiện tại tạm hết nha. Bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình sẽ tìm xe nhanh nhất có thể nha. Khi nào có mình sẽ báo các bạn liền nha. Anh em bên mình hỗ trợ cho giao xe về nhà khách luôn nha. Nhân viên mình nè, đó, bạn này nhân viên mình nha, mình Dũng nè. Hỗ trợ chạy xe về nhà khách nha. Đó, chốt xe nha anh em. Rồi, bạn nào muốn biết thêm nhiều thông tin về các dòng xe hay muốn mua xe thì cứ liên hệ bên hotline số với mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.